giờ học giáo lý do Linh Mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuận thầm sắc hồn tràn lan ơn thiêng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con, từng gia đình chúng con luôn luôn ở trong bình an của Chúa, và xin Chúa ban Thánh Thần tình yêu để hướng dẫn chúng con hiểu được thánh ý của Chúa khi tạo dựng chúng con và cùng đích của đời người, để chúng con làm đúng theo thánh ý của Chúa, làm vinh danh Chúa và chính chúng con được bình an và hạnh phúc. Chúng con cảm tạ Cha, nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, tất cả những điều tin là mình đã học tóm lại trong kinh Tin Kính rồi. Bây giờ mình bước qua phần thứ hai là Chúa làm gì cho chúng ta để chúng ta có thể lên trời ở với Chúa được. Giống như bảo một em bé mà muốn leo mái nhà thì phải tập cho nó đi đứng chạy nhảy cho vững vàng đó. Rồi xong nó đưa nó cái thang rồi nó mới leo lên mái nhà được. Thì ở đây Chúa cũng cho chúng ta khi trưởng thành thì bắt đầu Chúa cho mình qua bảy bí tích. Thì đời sống tự nhiên của mình á, mình so sánh bảy bí tích giống như đời sống tự nhiên của mình á, là đời sống của mình được sinh ra, rồi được lớn lên, rồi trưởng thành, rồi được bình phục sau cơn bệnh, và cũng được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng củ ăn hàng ngày, đó là cho thân xác. Thì đời sống kết hiệp với Chúa trong kế hoạch của Chúa cũng giống y chang như đời sống vật chất của mình, cho thân xác mình vậy đó, cũng y chang như vậy. Nên là để giúp cho mình hiểu và mình nhận lãnh một cách yêu thích và sống động, thì Chúa Giêsu đã cho mình những cái dấu hiệu bề ngoài để giúp chúng ta hiểu được cái đời sống tinh thần và sự tăng trưởng, cái sự sống thần linh của Chúa ở trong mỗi người chúng ta, để chúng ta có thể sống đời đời với Chúa được. Thì Chúa Giêsu đã lập các bí tích. Thì Chúa cho chúng ta những cái bí tích này không chỉ để giúp chúng ta hiểu cái gì mà chúng ta không thấy, nhưng mà cũng có thể qua những dấu hiệu bên ngoài này nè, cũng nuôi dưỡng cả cái đời sống của Chúa Kitô ở trong mỗi người chúng ta và ban cho chúng ta cái sự sống của Chúa Kitô. Thì các bí tích này có kèm theo những cái nghi lễ để không chỉ dạy dỗ mình thôi, nhưng mà thực sự ban cho chúng ta sự sống thần linh của Chúa. Bên cạnh đó, khi chúng ta nhận các bí tích một cách xứng đáng với đức tin và sự tôn kính, thì chúng ta cũng thờ lạy Chúa nữa. Vì đó là bổn phận của một tạo vật đối với Chúa. Các bí tích cũng chỉ cho thấy là Chúa yêu chúng ta biết chừng nào và Ngài muốn giúp chúng ta đạt được sự sống ở trên trời. Cho nên giáo hội Công giáo vì vậy đã coi cái sự quan trọng hàng đầu của đời sống Kitô hữu đó là cái quan trọng nhất, là các bí tích với cái sự khao khát chạy đến những bí tích này
đã được thiết lập để nuôi dưỡng cái đời sống Kitô hữu của mình. Thì Chúa thiêng liêng, mình không thấy Chúa. Và nếu mình nhận lãnh mà không có dấu bề ngoài thì mình cũng khó mà nhận được lắm. Ví dụ như bây giờ một cái luồng điện, mình thấy trời mưa có sấm chớp thì thấy một cái luồng điện ánh sáng nó chớp từ trời. Đó là một cái dòng điện âm với dương. Điện âm dưới lòng đất rồi điện dương trên trời, hai bên nó gặp nhau, nó nổ sấm sét và sáng chói lên một bầu trời. Thì mình thấy như vậy chứ mình đâu có cầm được, đâu có rờ được. Mà mình rờ đụng, mình đụng nó là mấy chục ngàn voi là mình chết cháy luôn. Thì dòng điện trong nhà mình cũng vậy đó, nó là một cái dòng điện đi. Nhưng mà nếu mà đi không không làm sao nó vô nhà mình được, phải dẫn một cái đường dây. Mà để cho an toàn thì phải có cái cầu dao, có cái đồng hồ, rồi có cầu dao để ngắt điện khi cần thiết, hoặc là để mở điện lên, có những cái công tắc điện. Để lúc nào mình muốn đèn nó sáng thì mình bật lên, còn khi nào muốn đèn nó tối thì mình turn off nó, mình bật xuống cho nó tối đi. Thì mình biết là bên trong cái dây đó là điện, mà rờ hai tay vô một cái dây âm, một dây dương đó là mình mất sự sống liền, là điện nó giật mình chết. Nhưng mà nếu mà nói điện không không á, thì mình không thể nào mà nhận được hết á. Cho nên mình phải có một cái dấu bề ngoài để mình biết bên trong nó có điện, là cái công tắc điện. Mình biết có cái dòng điện bên trong. Đó là cái mà chúng ta cần phải biết để chúng ta áp dụng vào bí tích. Thì bí tích là cái dấu bề ngoài mà Chúa ban ơn bề trong cho mình. Vì vậy mà chúng ta có một cái khái niệm rõ ràng về các bí tích. Thì Chúa lập cho chúng ta là 7 bí tích. Thì chúng ta biết là mục đích tối hậu của đời sống con người đó là được kết hiệp với Chúa, là mục tiêu tối hậu của con người, là được sống đời đời với Chúa, được kết hiệp với Chúa. Vì vậy mà chúng ta biết cái giá trị, cái gì mà có giá trị nhất trong cuộc đời của mình đó, là cái gì làm cho mình được hiệp nhất sâu xa với Chúa. Vì đó là cái cùng đích, Chúa là nguồn sự sống, mà mình nối kết với nguồn sự sống thì mình được sống đời đời với Chúa. Giống như nhà mình nối với nhà máy điện thì nhà mình mới có đèn sáng được, mới có thể sử dụng máy điều hòa không khí được. Đó là những cái mà chúng ta cần biết để chúng ta có cái sự sống đời đời với Chúa mỗi ngày một sâu xa hơn. Thì cái ân sủng hiệp nhất sâu xa với Chúa đó tăng trưởng trong chúng ta bằng cách nào? Thì Chúa phải cho những cái dấu hiệu bề ngoài mà chúng ta gọi là các bí tích. Để qua những cái dấu hiệu đó chúng ta mới có thể nhận lãnh ơn thánh của Chúa. Thì trong Phúc âm Thánh Matthew chương 13 câu 44 á, thì diễn tả như là một cái kho tàng được giấu kín. Phúc âm Thánh Matthew chương 13 câu 44. Chúng ta lấy sách Kinh Thánh 67, sách nhỏ, còn cuốn Cựu Tân Ước, sách lớn là trang 1634, câu 44. Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng, có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Tức là trong đó mình biết có một cái kho tàng ở trong cái đám đất đó, giống như ở dưới đó có mỏ dầu hỏa chẳng hạn. Thì mình mua cái giá đó với giá đất thôi, nhưng mà dưới đó nó có nguyên mỏ dầu hỏa, có thể mỗi năm thu được 1 triệu đô la chẳng hạn, dầu hỏa. Mà đôi khi mua cái giá bình thường có mấy trăm ngàn thôi, mà năm nào cũng vô cả 1 triệu đô la tiền dầu hỏa chẳng hạn. Có một cái kho tàng quý giá trong đó, thì ơn thánh của Chúa cũng vậy. Thì có cái dấu bề ngoài, nhưng mà thực sự là bên trong là chính ơn thánh của Chúa. Bí tích luôn luôn có cái dấu bề ngoài mà do Chúa sưu lập nha. Chúng ta nhớ là do Chúa sưu lập. Còn nếu mà do con người lập á,
thì là do giáo hội lập thì gọi là á bí tích thôi, còn bí tích là do Chúa Giêsu lập. Chúng ta cuốn sách này ở trang 59, cuốn sách giáo lý là trang 59, câu số 3 này. Thì cái dấu bề ngoài đó là chính Chúa Giêsu lập, để qua cái dấu bề ngoài đó giáo hội mới kèm thêm những cái nghi lễ để cử hành, để chỉ trong đó là chính Chúa Giêsu hiện diện với quyền năng của Ngài thực sự đang làm một cách thiêng liêng cái gì mà cái dấu bề ngoài đã tỏ lộ. Ví dụ như cái dấu bề ngoài của bí tích rửa tội á, là đổ nước, lấy nước để rửa đó. Ở ngoài là mình muốn rửa cái gì, rửa tay, rửa chân, rửa cái gì cho nó sạch thì mình dùng nước, và phải là nước tự nhiên, đó là dấu bề ngoài để rửa. Rồi cái bên trong đó là thực sự Chúa Giêsu đang tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bằng bí tích rửa tội này, và cho chúng ta được làm con cái của Chúa. Thì đó là một cái sự thật của đời sống bí tích mà thực sự đang xảy ra. Dĩ nhiên chúng ta tin vì cái quyền năng của Chúa đã ban xuống qua giáo hội, chứ còn nếu không thì bây giờ mình đổ bao nhiêu là gallon nước nó sạch hay không là cái bên ngoài thôi, nhưng mà cái bên trong thật sự là có chính Chúa Giêsu làm. Chứ còn nếu không á, thì cái việc đổ nước bên ngoài nó không là gì hết, giống như chúng ta rửa tay rửa mặt thôi, đâu có là gì đâu. Nhưng mà qua cái dấu bề ngoài đó, chính Chúa Giêsu lập để tha thứ tội lỗi chúng ta, thì chúng ta muốn nhận lãnh, chúng ta phải qua những cái dấu hiệu của bí tích bên ngoài. Và cái dấu hiệu của bí tích á, nó khác nhau với những cái dấu hiệu bên ngoài làm sao? Thì có những cái dấu bên ngoài, chẳng hạn như là quốc gia thì có cái dấu bên ngoài là lá cờ đại diện quốc gia. Thì qua lá cờ đó chúng ta biết cái nhóm đó là dân Việt Nam, cái nhóm đó là dân Pháp, nhóm đó là dân Canada. Cái nhóm cầu thủ ngồi chỗ đó có lá cờ đó mình biết là dân Mỹ. Thì qua lá cờ là cái dấu bề ngoài để chỉ về một quốc gia. Còn ở đây thực cách cái dấu bề ngoài này thì nó gây ra hiệu quả thực sự ngay lập tức. Đổ nước rửa tội nhân danh Chúa Giêsu, ta rửa con nhân Cha và con Thánh Thần. Thì ngay lập tức là cái dấu bề ngoài đó nó thực sự có cái hiệu quả liền, là mình được sạch tội và được làm con cái của Chúa. Đó là qua cái dấu bề ngoài. Thì Chúa lập chúng ta, cho chúng ta là 7 bí tích. Bí tích rửa tội là lấy đi cái tội nguyên tổ và tất cả tội mình làm. Trong khi đó Chúa đồng thời là nối kết chúng ta với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa là qua bí tích rửa tội, tức là được sinh ra làm con cái của Chúa. Rồi để tăng trưởng thêm cho chúng ta cái sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu và làm con cái của Chúa thì có bí tích thêm sức, làm sâu xa sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa và với cái niềm tin của chúng ta vào Chúa, và dám sống cái niềm tin đó với mọi người. Đó là cái bí tích thêm sức. Rồi để nuôi dưỡng chúng ta, nuôi dưỡng linh hồn của mình, thì Chúa cho chúng ta chính thịt máu của Chúa Kitô là bí tích, mình máu của Chúa. Và qua bí tích đó vừa nuôi dưỡng chúng ta, vừa kết hiệp chúng ta nên một với Chúa Giêsu. Rồi để hồi phục cái sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa mà bị cắt đứt do tội lỗi đó, thì chúng ta có bí tích giải tội. Rồi khi mà đau yếu, bệnh tật nặng thì chúng ta có bí tích sức dầu bệnh nhân để tăng sức mạnh của chúng ta hiệp nhất với Chúa, và nếu Chúa thấy cần thiết thì cũng chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Rồi bí tích hôn nhân là khi chúng ta trưởng thành, nối kết người đàn ông và đàn bà thành vợ, thành chồng, và ban cho cái ân sủng để sống với Chúa, cho Chúa và sống với nhau. Còn bí tích truyền chức thánh á, thì cho một người cái quyền để nối kết lại và tái nối kết những người tin với Chúa là các thầy sáu, linh mục và giám mục. Đó là bí tích truyền chức thánh. Thì qua những cái bí tích này là Chúa nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của chúng ta. Thì bí tích có luôn luôn ban ân sủng không? Là luôn luôn có,
ban ân sủng cho mình nếu mình nhận một cách xứng đáng. Thì chỉ có hai bí tích là để tha tội, là bí tích rửa tội và bí tích giải tội. Còn những bí tích khác thì có thể tha tội nhẹ của chúng ta. Và khi mà muốn nhận lãnh những bí tích khác á, thì phải sạch tội. Chẳng hạn như rước lễ, rước lấy mình máu của Chúa là chúng ta phải sạch tội, phải xưng tội. Và sạch tội thì chúng ta mới rước lễ được. Rồi bí tích thêm sức, bí tích truyền chức thánh, bí tích hôn phối là những bí tích mình phải sạch tội mà mới có thể rước lễ được. Cho nên trước khi rước lễ chúng ta phải xét mình có tội lỗi gì không. Nếu có tội đó thì mình phải đi xưng. Có tội trọng mà mình rước lễ thì mình thêm một cái tội nữa, gọi là tội phạm sự thánh. Ta nhớ cái điều này, nhiều người là có tội mà cứ đi rước lễ bình thường, không có nghĩ rằng là nhà tâm hồn của mình nó dơ bẩn mà mình không có dọn dẹp, đi mời một vua tình yêu từ trời đến với tâm hồn của mình mà tâm hồn mình không dọn gì hết, thì mình đón nhận một cách bất xứng, thì lúc đó là mình thêm một cái tội gọi là tội phạm sự thánh. Và tại sao Chúa lập tới bảy bí tích vậy? Là bởi vì Chúa muốn cho chúng ta tăng trưởng cái đời sống của Chúa ở trong chúng ta, và hiệu quả của tất cả bí tích đó, thì mỗi bí tích đều cho chúng ta một cái ân sủng đặc biệt riêng, gọi là ân sủng của bí tích, để chúng ta sống cái đời sống của mình. Ví dụ như bí tích truyền chức thánh là để cho một linh mục, một tu sĩ sống đúng cái ơn gọi, cái sứ mạng của mình, là phục vụ cho dân thánh của Chúa qua việc thực hiện các bí tích, rao giảng lời Chúa và xây dựng hội thánh của Chúa. Còn bí tích thêm sức đó, thì cho chúng ta cái sức mạnh để sống một đời sống Kitô giáo một cách trung thành. Bí tích hôn phối thì giúp cho đôi vợ chồng những cái ân sủng đặc biệt để có thể sống với nhau theo luật của Chúa. Vì vậy mà các bí tích chỉ nhận một lần thôi, là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức và bí tích truyền chức thánh, để cho các linh mục tu sĩ là nhận một lần thôi. Đó là những bí tích chúng ta nhận một lần, in một cái ấn tín trong chúng ta và sự liên kết chúng ta với Chúa Kitô để nhận lãnh một cái sứ mạng, làm con cái của Chúa, để làm một người trưởng thành hoặc là một người phục vụ trong chức linh mục đời đời. Thì in một cái dấu ấn không có thể rút lại được nữa, thì chúng ta chỉ nhận một lần thôi. Còn những bí tích khác chúng ta có thể nhận nhiều lần. Ví dụ như xưng tội và rước lễ, chúng ta có thể nhận mỗi ngày. Nếu chúng ta thấy cần thiết vẫn có thể xưng tội mỗi ngày, mỗi tuần. Còn rước lễ, luật chung thì nhận mỗi ngày một lần. Nhưng mà khi có trường hợp đặc biệt, đi lễ rồi, chiều đó có đám tang hay là đám cưới mà có thể rước lễ lần thứ hai. Và nhận bí tích hôn phối là bao nhiêu lần? Là chỉ khi người phối ngẫu của mình qua đời đó mình mới có thể kết hôn được. Còn không là phải ở với nhau cho tới chết. Chứ không phải là muốn kết hôn xong cái chia tay. Thì giống như con thuyền của mình á. Vợ chồng giống như là những tấm ván đóng thuyền rồi. Bây giờ chèo ra giữa khơi rồi. Hai vợ chồng sinh ra 3-4 đứa con ở trên thuyền đó. Bây giờ tự nhiên là ván của ông thì tách ra, ván của bà thì tách ra. Xong rồi con cái nó đi đâu đây? Thì cả nhà cùng bơi giữa đại dương và chết chìm như đó. Cho nên khi mà kết hôn là chúng ta giống như ván là đóng thuyền. Cả vợ cả chồng là một, để cái con thuyền gia đình của mình nó đi tới bến bờ. Còn nếu mà giữa biển mà tách ra thì tất cả đều chết chung hết. Mà trong đó là con cái của mình, là những người yêu thương của mình, là vợ là chồng với nhau. Vì vậy mà vợ chồng phải ở với nhau cho tới chết là vậy, là về bên kia thế giới thôi. How often, bao lâu mà có thể, bao nhiêu lần chúng ta có thể nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, là mỗi khi cái cơn bệnh nó nặng thì chúng ta có thể nhận một lần nữa, rồi sau đó được hồi phục thì chúng ta khỏe mạnh trở lại, rồi bệnh nữa thì chúng ta nhận được. Cho nên bí tích sức giàu bệnh nhân có thể nhận được nhiều lần. Rồi
vấn đề là ai làm các bí tích này? Thứ nhất là các linh mục có quyền rửa tội, thêm sức giải tội, sức giàu bệnh nhân, cho rước lễ. Còn thầy sáu thì giống như linh mục vậy, tức là cho rửa tội và cho rước lễ thôi. Mọi người đã nhận bí tích rửa tội ở trong trường hợp quý tử đó đều có quyền rửa tội cho cái người nào mà ở trong trường hợp quý tử nếu họ xin mà không có linh mục ở đó, thì người giáo dân cũng có thể rửa tội cho em bé mới sinh mà nó quý tử mà mời linh mục tới có thể là không kịp nữa thì mình rửa tội liền, cha mẹ có thể rửa tội liền, hoặc là y tá, bác sĩ có thể rửa tội liền cho em bé. Và rước lễ, ngoài thầy sáu cũng có thể có những thừa tác viên cho rước lễ. Còn giám mục thì ban bí tích thêm sức và bí tích truyền chức thánh, chứ còn người khác không có ban bí tích truyền chức thánh được. Còn linh mục có thể ban bí tích thêm sức cho những người lớn mà được rửa tội, thì nhận một lần bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ luôn, là ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Còn bí tích hôn nhân đó, chúng ta nhớ bí tích hôn nhân đó, nó đặc biệt là chính cô dâu chú rể là người làm bí tích đó. Tại vì chính hai người hứa với nhau trước mặt Chúa và trước mặt đại diện hội thánh là linh mục. Chứ linh mục cũng phải là người làm bí tích hôn phối, mà bí tích hôn phối là chính hai vợ chồng làm với nhau, mà có đại diện của Chúa là linh mục chứng kiến cùng với đoàn dân của Chúa. Cho nên bí tích hôn phối, cô dâu chú rể là thừa tác viên của bí tích này, và họ hứa với nhau, họ trao cho nhau cái lời hứa và họ phải giữ, tại vì đã hứa ở với nhau cho tới chết mà, cho nên phải giữ. Các bí tích nếu mà chúng ta nhận với đức tin, tình yêu hoặc là ăn năn tội lỗi của mình, thì chúng ta sẽ nhận lãnh cái hiệu quả của bí tích nó phong phú hơn. Còn nếu chúng ta không có đức tin thì nhận bí tích nó không có hiệu quả gì hết. Bây giờ mình không tin gì hết mà người khác đổ nước rửa tội mình đâu nghĩa lý gì đâu. Có đổ bao nhiêu phi nước, bao nhiêu thùng nước cũng vậy thôi. Tại vì cái điều quan trọng là mình tin, mình hiểu biết, mình muốn nên con cái của Chúa. Đó là cái điều chúng ta hiểu là hành vi của con người là hành vi nhân linh, có hiểu biết, có tự do lựa chọn, có trách nhiệm. Cho nên không có ai bắt buộc ai theo một cái tôn giáo nào. Họ có cái tự do của họ và có cái suy nghĩ riêng của mình. Thì mỗi người có một cái suy nghĩ để lựa chọn cái hướng đi cho đời mình. Đó là cái điều cần thiết. Còn nếu mà ai bắt buộc người khác, ép buộc người khác, thì làm mọi việc nó vô ý nghĩa, không có được cái gì hết, mà chỉ có tốn giờ vô ích thôi. Sau khi Chúa Giêsu đã ban các bí tích thì giáo hội kèm theo những lễ nghi để cử hành các bí tích này, thì bây giờ chúng ta gọi là việc cử hành bí tích. Thì việc cử hành bí tích là cái công việc thờ phượng chính thức của giáo hội, mà có cái danh từ được gọi là phụng vụ, tiếng Anh gọi là liturgy, tiếng Việt gọi là phụng vụ, là công việc phụng thờ chính thức của hội thánh để tôn thờ Chúa qua các bí tích, qua bảy bí tích. Mỗi bí tích đều là hành động của Chúa Kitô, linh mục và thân mình mầu nhiệm của hội thánh. Cho nên cái hành động thánh thiện này là có giá trị siêu nhiên, chứ không phải là làm với cái giá trị tự nhiên đâu. Và đó là cái lý do mà các bí tích nó có quyền năng và cần thiết cho đời sống Kitô hữu của chúng ta. Cho nên đời sống Kitô hữu là chúng ta cần đến các bí tích để đưa chúng ta hiệp nhất đời đời với Chúa Giêsu, và qua Chúa Giêsu chúng ta được hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, và ở trong cái đại gia đình của Chúa mà Chúa là Cha, chúng ta là những chi thể, tất cả đều nhờ và kết hiệp qua Chúa Giêsu, từ bí tích rửa tội cho tới bí tích thánh thể. Và bí tích mà cao quý là bí tích thánh thể, vì chính Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Còn những bí tích khác là Chúa Kitô hiện diện
để thực hiện các bí tích đó. Qua việc rửa tội, dù là linh mục rửa tội hay là một người giáo dân rửa tội trong trường hợp nguy cấp, rửa tội nhân danh Chúa Giêsu đều có Chúa Giêsu hiện diện ở đó, và Ngài là người ban ơn cho chúng ta, và chính Chúa Thần thánh hóa để tha tội và làm cho chúng ta nên con cái của Cha trên trời. Rồi chúng ta đi sâu vào một cái bí tích là bí tích rửa tội. Chúng ta có thể đọc Phúc Âm Thánh Gioan chương 3, câu 3 đến câu 7 đó. Khi Chúa Giêsu nói với Nicodemo về việc tái sinh, tức là nói về bí tích rửa tội cần phải được tái sinh qua nước và Thánh Thần, thì chúng ta lật chương 3, trang 296, sách lớn. Sách lớn là bắt đầu từ cuối trang 1817 qua 1818. Nếu đọc chương 3, câu 3 đến câu 7, chúng ta đọc Đức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể thấy nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Ông Nicodemo thưa: "Một người đã già rồi làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói, các ông cần được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên." Là sinh ra trong bởi nước và Thánh Thần, qua Chúa Thánh Thần, và qua nước là dấu bề ngoài. Đó là điều cần thiết mà chính Chúa Giêsu đã nói với Nicodemo. Thì bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là tái sinh chúng ta một cách thiêng liêng đó. Ở trong đó chúng ta nhận được cái việc chia sẻ đời sống thần linh của Chúa và làm cho chúng ta nên con cái của Chúa và thừa hưởng gia tài ở trên trời, là hưởng hạnh phúc với Chúa. Còn nếu chúng ta không làm con cái của Chúa thì con cái mới ở trong nhà, còn nô lệ, tôi tớ thì không có được phép ở trong nhà mà họ ở riêng. Thì ở đây chúng ta được làm con cái của Cha trên trời, thì chúng ta có quyền thừa hưởng cái hạnh phúc trên thiên quốc, yêu và được yêu bằng tình yêu vĩnh cửu của Chúa, chứ không phải là chúng ta là những người nô lệ, những người làm công, mà là những người con cái của Cha trên trời qua bí tích rửa tội. Thì bí tích rửa tội làm gì cho chúng ta? Thứ nhất là tẩy sạch tội nguyên tội của mình, đồng thời tẩy sạch cả những cái tội mình làm từ trước đến giờ và cả những hình phạt tạm thời do tội gây ra. Cho nên sau khi mình nhận bí tích rửa tội là mình được làm con cái của Chúa, mà nếu mình chết liền ngay lúc đó, mình chưa có phạm tội nào nữa hết, thì tất cả mọi tội mình đã được thanh tẩy rồi, làm con cái của Chúa rồi. Nếu mình chết lúc đó thì mình được lên thẳng thiên đàng. Vì là con mà, cho nên được Chúa đưa thẳng vào thiên đàng. Giống như trên thập giá, ông trộm lành, ông nói với Chúa, khi Ngài vào nước trời, vào nước của Ngài đó, thì xin nhớ đến tôi cùng thôi. Ông chỉ xin Chúa nhớ thôi. Nhưng mà Chúa lại hứa là ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Là Chúa hứa là sau khi Chúa chết và ông ta cùng chết, thì Chúa sẽ đưa ông ta lên thiên đàng. Thì đó là cái người ăn trộm bị đóng đinh với Chúa. Thì ở đây sau khi nhận bí tích rửa tội là chúng ta được tẩy sạch cả tội nguyên tội, cả tội mình làm và cả hình phạt tạm thời nếu chúng ta còn những cái lỗi lầm nào đó, mà Chúa cũng đền bù cho chúng ta luôn, và chúng ta hưởng được cái ơn toàn xá của Chúa ngay lập tức. Rồi thứ hai là được chia sẻ cái đời sống thần linh của Chúa bằng việc đưa chúng ta tiếp xúc vào với Chúa, với cái chết cứu độ của Chúa và sự sống lại của Chúa Kitô. Như trong thư Roma chương 6 câu 4, Thánh Phaolô đã nói điều đó, cũng như thư Colosse chương 2 câu 12. Chúng ta đọc Roma chương 6
vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới, là mình được chia sẻ cái đời sống thần linh của Chúa. Và qua cái cuộc tử nạn phục sinh của Chúa, chúng ta được tiếp xúc và được hưởng cái hồng ân đó. Rồi thứ ba là làm cho chúng ta thành cái phần tử sống động của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là giáo hội. Mình trở thành chi thể của Hội Thánh, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô, Ngài là đầu, chúng ta là chi thể. Thứ tư là làm cho chúng ta thánh thiện với những ân sủng của Chúa Thánh Thần, là trong bí tích rửa tội, chúng ta cũng nhận lãnh ân sủng của Chúa Thánh Thần luôn, và được làm con cái của Chúa để chúng ta có khả năng nên một với Chúa là đấng thánh, thì mình phải sống đời sống thánh thiện. Rồi thứ năm, mình có cái bổn phận và quyền lợi chia sẻ công việc của Chúa Kitô là tư tế, là tiên tri và vương đế. Thì Chúa Kitô là linh mục đời đời của Chúa, thì mình cũng được chia sẻ và kết hiệp với Chúa Giêsu là chi thể Chúa Giêsu để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Tế lễ Thiên Chúa Cha là bổn phận của những tạo vật yêu mến và tôn thờ đấng tạo thành mình, là có bổn phận với thờ phượng Chúa, thì chúng ta có chức gọi là chức vụ linh mục cộng đồng, là cùng hiệp thông với linh mục thừa tác, là các linh mục để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, mà linh mục thừa tác là đại diện cho Chúa Giêsu để dâng thánh lễ mỗi ngày ở trên bàn thờ. Rồi thứ hai là bổn phận tiên tri, tức là giảng dạy, nói lời Chúa và sống đời sống gương mẫu, là chứng nhân cho tin mừng của Chúa. Rồi thứ ba là vương đế, là kết hiệp với Chúa Giêsu để xây dựng hội thánh của Chúa, cái vương quốc công bằng và yêu thương của Chúa, không phải theo cái lối của trần gian, mà ở trong tâm hồn của mọi người. Chúng ta nhớ năm cái ích lợi mà khi chúng ta nhận bí tích rửa tội. Năm điều đó là thứ nhất là tẩy sạch tội nguyên tội và tội mình làm, mà sạch tội thì mình chết mình lên thẳng thiên đàng rồi. Thứ hai là chia sẻ đời sống thần linh của Chúa qua cái sự kết hiệp với cái chết và phục sinh của Đức Kitô. Thứ ba là làm cho chúng ta thành một phần tử sống động của thân mình mầu nhiệm Chúa Kitô là Hội Thánh. Thứ bốn là làm cho chúng ta nhận lãnh được cái quà tặng của Chúa Thánh Thần để trở nên con cái sống đời sống thánh thiện, để giúp chúng ta sống thánh thiện. Rồi thứ năm là hưởng cái quyền lợi và bổn phận với Chúa Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế, là ba cái sứ vụ của Chúa Giêsu. Rồi tại sao chúng ta phải được rửa tội? Bí tích rửa tội là tái sinh chúng ta vào trong đời sống thần linh của Chúa, mà không có bí tích này, một cách đơn giản là chúng ta không sống với Chúa và các thánh ở trên trời. Như ở Gioan chương 3 câu 5 mà chúng ta vừa đọc đó, Chúa Giêsu xác nhận là nếu một người không có tái sinh bởi nước và thánh thần thì không có thể vào nước trời. Cho nên bí tích rửa tội rất là cần thiết cho chúng ta để nhận lãnh cái hồng ân cứu độ của Chúa, để làm con cái của Chúa. Và chúng ta sẽ nói về những cái cách rửa tội, nếu không rửa tội bằng nước thì có thể rửa tội bằng ước muốn, rửa tội bằng máu tử đạo và rửa tội bằng lòng mến Chúa. Đó là những cái phương cách mà chúng ta sẽ nói thêm sau. Rồi cái loại tội nào nếu chúng ta biết là bí tích rửa tội cần thiết mà mình cứ trì hoãn biết, thì dĩ nhiên là cái trọng tội rồi, mình biết đó là điều tốt cho đời sống của mình mà mình không có nhận lãnh, mình để trì hoãn rồi xong rồi, nhiều khi mình chết mất rồi, mình không còn cơ hội nữa, thì đó là do mình bỏ lỡ cơ hội mà mình đã từng sống trên trần gian để tìm kiếm cái cùng đích của đời mình. Bắt đầu cuộc sống là bắt đầu cuộc hành trình đi về nước trời rồi, nhưng mà mình lại đi lang thang, không có xác nhận cái hướng đi của đời mình. Vì vậy mà Công đồ Công vụ chương 22 câu 16 đó, thầy Sáu Philippe cũng đã từng nói với cái người mà đi đường trên dải Gaza đó, tại sao phải trì hoãn nữa? Hãy trỗi dậy và nhận phép rửa để tẩy sạch tội lỗi.
Rồi chương 22 câu 16. Rồi câu chuyện của Saul. Saul được Chúa gọi ở tại Damas. Damas là thủ đô của Syria hiện giờ đó. Khi Saul đi bắt đạo thì Chúa đã hiện ra và Saul đã được nhận biết Đức Giêsu Kitô mà ông đang bắt bớ những người tin vào Chúa Giêsu đó. Thì lúc đó ông nhận ra Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa, cho nên ông đã hoán cải và trở nên tông đồ của Chúa. Nhưng mà trước tiên ông phải nhận biết tích rửa tội. Chúng ta đọc từ câu 12 để biết là ông Khanania đến với Phaolô. Ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo luật lệ và được mọi người Do Thái ở Damas chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói, anh Saul, anh thấy lại đi. Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của người, được thấy đứng công chính và nghe tiếng từ miệng đấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho đấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy, bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tội lỗi, miệng kêu cầu danh người. Khi đã biết Đức Giêsu Kitô rồi thì chần chờ gì nữa mà không chịu nhận bí tích rửa tội. Thì Khanania đã rửa tội cho Phaolô, và Khanania chỉ là một người giáo dân thôi nha, nổi tiếng đạo đức thánh thiện ở đó. Lúc đó dĩ nhiên là có những vùng có các tông đồ, có những vùng không có các tông đồ, nhưng mà chỉ có giáo dân tại đó. Rồi người lớn mà muốn nhận bí tích rửa tội thì thứ nhất là phải đi vào chương trình giáo lý, gọi là giáo lý dự tòng đó, và lấy cái khóa học được Đức Giám Mục chấp nhận để học hỏi chính thức về đời sống Kitô hữu. Thứ hai là ăn năn những tội lỗi của mình và giải quyết những cái vấn nạn trong cuộc đời của mình để mình sẽ sống tốt hơn, tránh xa dịp tội. Nếu mình ở trong tình trạng mà mình biết là tình trạng đó là tình trạng tội lỗi, thì mình phải tìm cách để giải quyết, để sau khi nhận bí tích rửa tội đó, là mình sống một đời sống thánh thiện, một đời sống đúng theo ý muốn của Chúa. Rồi có ý hướng ngay lành là muốn nhận bí tích rửa tội, còn nếu không muốn thì có ai đè mình rửa cũng vô ích thôi, nó tốn giờ vô ích thôi. Cái quan trọng là mình muốn, mình có ý hướng ngay lành, muốn và làm tất cả những gì mà Chúa muốn để được cứu độ. Đó là cái ý hướng ngay lành của mình. Cho nên ba điều cần thiết là học hỏi giáo lý đã được Đức Giám Mục chấp nhận theo cái khóa dự tòng mà tiếng Anh gọi là catechumenate. Rồi thứ hai là ăn năn tội lỗi của mình, và mình ở trong cái tình trạng nào đó, nếu là tội lỗi thì mình phải giải quyết. Nếu mà mình không giải quyết sau khi rửa tội rồi mình lại bắt đầu tiếp tục sống cái đời sống tội lỗi thì không được. Rồi ai là thừa tác viên của bí tích rửa tội hồi nãy mình đã học rồi. Thông thường thì linh mục và thầy sáu, nhưng mà trường hợp nghi tử thì bất cứ ai. Rửa tội thì dùng nước bình thường, dùng bia, dùng rượu, các thứ khác thì không được, mà phải là nước tự nhiên. Nước cha mình uống cũng được. Và có thể dìm trong nước hoặc là đổ nước trên trán, rồi đọc cái lời mà Chúa Giêsu truyền ở trong Phúc Âm Matthew chương 28 câu 19 đó, là ta rửa cho con nhân danh cha và con và thánh thần. Còn trường hợp mà nguy tử thì cha mẹ có thể rửa cho con cái được. Cha rửa cho con nhân danh cha và con và thánh thần, hay là mẹ rửa cho con nhân cha và con và thánh thần. Thì chúng ta biết là lời của Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 28 câu 19. Chúng ta lấy ở trang Matthew chương cuối cùng của Matthew. Trang 122 đó. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Chúng ta biết đó là lệnh truyền cuối cùng và kết thúc Phúc Âm Thánh Matthew.
khi rửa tội, chúng ta cần có một người đỡ đầu, gọi là cha mẹ đỡ đầu, để giúp đỡ chúng ta như những người con tinh thần đó, trung thành với Chúa Kitô. Thì người đỡ đầu phải là người công giáo tốt. Một người Kitô hữu đã được rửa tội ở trong giáo hội tin lành thì chỉ hành động như là một chứng nhân thôi, chứ không thể làm cha mẹ đỡ đầu được. Cha mẹ đỡ đầu phải là người công giáo tốt để giúp đỡ về cái bổn phận làm con cái của Chúa trong đức tin công giáo. Thứ hai là tại sao phải nhận một tên thánh? Thì mình kêu cầu cái vị thánh bổn mạng đó giúp đỡ mình, và mình có một cái gương mẫu để mình bắt chước. Người đó đã từng sống đời sống thánh thiện ở trên trần gian theo Đức Kitô như thế nào, thì họ cũng làm gương mẫu cho chúng ta nữa, và chúng ta cầu nguyện với các ngài giúp mình. Và những em bé thì cũng phải rửa tội cho nó, vì nó chưa nhận được cái sự sống của Chúa, sinh ra là mắc tội nguyên tổ rồi. Vì vậy mà mình cho nó sự sống thể xác thì cũng cho nó sự sống tinh thần nữa. Cái gì tốt nhất mà mình làm cho con cái của mình đó là rửa tội em bé sau khi sinh một vài tuần thôi, đừng có để lâu quá. Có những cha mẹ nói là để chừng nào nó lớn thì nó muốn rửa tội thì rửa, thì thật sự như vậy là chúng ta thiếu cái trách nhiệm về cho cái gì tốt nhất cho con cái của mình và giáo dục nó nữa. Nó phải có một cái nền giáo dục tốt để hiểu biết về Chúa. Còn nếu mình không có giáo dục nó thì dĩ nhiên nó đâu có biết gì về Chúa đâu mà nó chọn Chúa. Mà thế gian thì nó lại dạy những chuyện sai lầm để rồi phạm tội, và cuối cùng mình chỉ có nuôi con mình về thể xác thôi. Còn đời sống tinh thần mình không cho cái gì tốt nhất cho con cái hết. Đó là một cái đời sống tâm linh với Chúa. Vì vậy phải rửa tội con của mình ngay từ nhỏ. Mình đâu có hỏi ý kiến đó là con thích bú sữa nào thì mẹ mới đi mua sữa đó cho con. Thì em bé nó sinh ra là nó cần phải bú sữa rồi, hoặc là sữa mẹ, hoặc là sữa bình nào mình thấy mình chọn được là mình chọn cho nó, chứ đâu phải là chờ con cái nó chọn. Nên mình trao cho con mình cái gì tốt nhất cho thể xác cũng như đời sống tinh thần của nó, và nhất là đời sống vĩnh cửu, mà cùng đích của đời người là như vậy. Nên nếu chúng ta chỉ cho nó đời sống thân xác không thì chúng ta thiếu sót rất là lớn trong cái trách nhiệm làm cha làm mẹ. Vì vậy rửa tội con của mình một vài tuần sau khi sinh, chứ không để lâu quá. Khi mà trì hoãn lâu quá thì đó là cái trọng tội của cha mẹ thiếu bổn phận, vì không cho con cái của mình cái gì tốt nhất cho đời sống tâm linh của nó. Rồi trong thực tế là có những bà mẹ mang thai mà sinh ra, đi sinh ở trong những cái bệnh viện không công giáo đó. Thì bệnh viện nào cũng vậy, bác sĩ y tá họ đều sẵn sàng giúp cho mình hết á. Thì mình nói rõ mình là người công giáo, trường hợp mà em bé nó có cái nguy cơ không có sống lâu được thì nên mời linh mục tới, hoặc là mời một người nào đó rửa tội cho em bé trong trường hợp nguy tử. Mình mới nói thẳng cho họ biết mình là người công giáo, và cần nếu mà em bé khó sinh hoặc là có thể nó nguy tử ở trong bụng mẹ thì ngay cả trong bụng mẹ cũng cần phải rửa tội cho em bé để qua cái dấu bề ngoài đó em bé nhận được cái ơn sủng của Chúa. Nhiều khi đưa nó ra bên ngoài nó chết mất rồi. Trường hợp bị sảy thai, tiếng Anh gọi là miscarriage, là bị sảy thai, thì nguyên cái bào thai đó mình cũng nhúng vào nước và nói là mẹ rửa cho con, hay là bố rửa cho con, hay là cha rửa cho con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Toàn thể cái bào thai đó mình đổ nước lên mình rửa, để bào thai đó, dù nó là một bào thai chưa có được sinh ra, chưa thành hình đi nữa, nhưng mà chúng ta tin là khi trứng và tinh trùng gặp nhau thì Chúa ban cho một linh hồn để cái bào thai đó trở nên con người và bắt đầu phát triển. Như là Thánh Gioan còn ở trong bụng mẹ vẫn nhảy mừng khi Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu mà đến thăm bà Elizabeth, thì Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong bụng mẹ.
Nếu một ai mà rửa tội ở trong giáo hội Tin Lành mà muốn trở thành người Công giáo thì họ phải học giáo lý Công giáo và tùy theo cái giáo phái, chẳng hạn như Baptist hay là Lutheran, thì có thể chỉ tuyên xưng lại đức tin thôi và không cần rửa tội lại. Nhưng mà bên Tin Lành không có bí tích nào khác, nên phải ban bí tích thêm sức, hoặc là rửa tội với điều kiện nếu phép rửa tội trước chưa có thành thì bây giờ tôi rửa cho anh nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Tại vì Tin Lành nó có tới 1000 giáo phái khác nhau, mà có nhiều giáo phái họ rửa tội không có thành vì họ tách biệt ra, không có theo cái truyền thống của Kitô giáo. Vậy như hạn như Mormon chẳng hạn, là giáo hội Công giáo không có nhận cái bí tích rửa tội ở bên Mormon, tại vì cái giáo lý của họ nó có sự khác biệt về cái giáo lý mà Đức Kitô, nó như là một cái câu chuyện bên lề về Đức Kitô chứ không phải là giáo lý chính thức. Tùy theo cái giáo phái mà thường là chúng ta nghi ngờ, không có biết chắc chắn, thì rửa tội với điều kiện thì nó dễ hơn. Chứ đi tìm mà xác thực thì hơi khó. Khi nhận bí tích rửa tội, chúng ta nhớ là được mời gọi để sống đời sống thánh thiện, phải trở nên vị thánh của Chúa. Và những người Kitô hữu đó đã nhận được cái dấu hiệu và quà tặng với cái ơn gọi là mỗi ngày phải trở nên hoàn thiện như Cha trên trời đứng hoàn thiện. Phúc âm Thánh Matthew chương 5, Chúa mời gọi chúng ta. Cái ơn gọi đó là ơn gọi tất cả mọi Kitô hữu phải trở nên hoàn thiện và trở nên thánh thiện như Cha chúng ta trên trời là đứng thánh. Chứ không phải là mình nhận bí tích rửa tội rồi mà chúng ta cứ sống theo cái cách của trần gian, ăn miếng trả miếng, người ta chửi mình một câu mình chửi lại hai câu, người ta chơi xấu mình chơi xấu lại. Như vậy thì mình không phải là một Kitô hữu đích thực, chỉ là một người biết về Chúa Kitô thôi. Còn khi là một Kitô hữu đích thực là nên một với Chúa Giêsu, ngôi vị mình nên một trong tình yêu với Chúa Giêsu và cùng một tư tưởng, một ước muốn, một hành động với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thì không đi casino. Chúa Giêsu ở trong chúng ta mang Chúa Giêsu đi casino, chúng ta mang Chúa Giêsu đi chửi lộn, mang Chúa Giêsu đi phạm tội này tội kia, tức là mình mang cái danh nghĩa Kitô hữu mà mình làm ô danh của Chúa. Không có được như vậy. Mình phải sống thánh thiện. Còn nếu không thì chúng ta đã phạm tội rồi. Khi chúng ta nhận lãnh mà chúng ta không có sống đúng cái sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu, nên suốt ngày mọi nơi mọi lúc là chúng ta sống trong cái sự liên kết mật thiết với Chúa Giêsu bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Đó là cùng đích của mỗi người chúng ta. Chúa Cha cho chúng ta Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống đời đời với Thiên Chúa Cha và mọi người là anh chị em của mình, thì chúng ta được kết thiệt với Chúa Giêsu và chính Chúa Thánh Thần ban cái tình yêu cũng như ban qua các bí tích là tác động của Chúa Thánh Thần để thánh hóa chúng ta, để nuôi dưỡng chúng ta trong cái đời sống tâm linh. Rồi, chúng ta có thể học thêm một cái bài về bí tích thêm sức ngắn thôi. Thì rửa tội luôn luôn là kèm theo cho người lớn là bí tích thêm sức. Chúng ta đọc Công vụ chương 8 câu 14. Sau Phúc âm Thánh Gioan là Tông đồ Công vụ chương 8. Ở trong sách lớn là 1886, sách Tân Ước là 387. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phêrô và ông Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bây giờ hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Là họ tin vào Chúa Giêsu, họ chịu phép rửa nhưng mà chưa có nhận ơn Thánh Thần của Chúa. Thì các ngài đã đặt tay để ban bí tích thêm sức này. Thì bí tích thêm sức là một bí tích để tăng thêm cái sức mạnh cho sự nối kết của linh hồn chúng ta với Chúa và với toàn thể hầu thánh. Bí tích này giúp chúng ta sống cái đời sống Kitô hữu một cách trung thành.
Và bí tích trong sách này, đối với người lớn thì luôn luôn đi chung với nhau để hoàn tất cái việc khởi đầu đời sống Kitô hữu ở trong giáo hội. Và tại sao người ta còn gọi bí tích thêm sức là cái bí tích của ngày lễ ngũ tuần đó? Là khi Chúa Giêsu về trời thì Đức Mẹ và các tông đồ đã cầu nguyện 10 ngày xin Chúa Thần đến trên giáo hội. Thì 50 ngày sau, tức là ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái đó, là 50 ngày sau. Sau khi mà Chúa phục sinh đó, là 50 ngày, tại vì Chúa ở dưới trần gian 40 ngày, và 10 ngày sau thì, sau khi Chúa về trời là ngày thứ 50, thì Chúa Thần đã đến trên các tông đồ. Cho nên, khi nhận bí tích thêm sức này, chúng ta nhận thêm một cái sức mạnh đặc biệt từ Chúa Thần để chúng ta trở nên những chứng nhân cho Chúa Kitô giống như các tông đồ vậy đó. Mình cũng trở nên những chứng nhân dám sống lời Chúa và dám loan báo tin mừng của Chúa, nói lời chân lý của Chúa. Đó là cái bổn phận của bí tích thêm sức, là một cái người Kitô hữu trưởng thành. Cho nên cũng so sánh như là ngày lễ ngũ tuần của các tông đồ vậy, mình cũng có bổn phận như các tông đồ. Thì ân sủng của bí tích này là cho chúng ta chia sẻ cái đời sống đặc biệt của Chúa một cách mạnh mẽ hơn, và giúp chúng ta chiến đấu chống lại những cái cám dỗ và những cái trường hợp khó khăn cho cái công việc làm chứng cho Chúa và bảo vệ cái đức tin của mình, sống cái đức tin của mình, và cũng nói những lời bảo vệ đức tin của mình cách rõ ràng. Vì vậy mà cần phải học Kinh Thánh và giáo lý để chúng ta hiểu tại sao mình là người Kitô hữu theo Đức Kitô, và đi con đường nào để đúng theo ý muốn của Chúa, là mình có truyền thống của Hội Thánh, có Thánh Kinh, đoạn nào, chương nào, câu nào nói về vấn đề đó, chúng ta phải xác tín rõ ràng. Còn nếu không, mình không có truyền đạt được niềm tin của mình cho con cái của mình và cho người chung quanh. Cho nên đây là ân sủng của Chúa Thần ban cho. Và những cái tội mà nếu mình lơ đễnh vấn đề nhận bí tích này thì nó là một trọng tội. Mặc dù bí tích rửa tội là cần thiết nhất, còn bí tích thêm sức nó không có phải là cần thiết như là bí tích rửa tội. Nhưng mà coi thường một cái quà tặng của Chúa thì đó là một cái tội trọng rồi. Cái ân sủng của Chúa ban cho mà mình không có muốn đón nhận cũng là một trọng tội rồi. Và đối với những nhóm lớn và cho những người trẻ đó, thì thường là Đức Giám Mục ban bí tích. Còn những người lớn khi nhận bí tích rửa tội ở giáo xứ thì cũng nhận luôn bí tích rửa tội, bí tích thêm sức luôn. Và bí tích này là ân sủng của Chúa, cho nên mình phải ở trong tình trạng sạch tội trọng, phải xưng tội trước khi mà nhận lãnh bí tích này, và phải học giáo lý rõ ràng để chúng ta hiểu là bổn phận của Kitô hữu là gì, và mình phải sống đời sống trưởng thành như thế nào. Rồi cũng cần người đỡ đầu, nhưng mà khi người lớn thì chỉ cần một người đỡ đầu cho bí tích rửa tội và thêm sức thôi. Còn mình muốn cùng một người đỡ đầu lúc nhận bí tích rửa tội hoặc là người khác vẫn được, cũng có thể nhận thêm một tên thánh nữa cũng được. Mình có thể có hai tên thánh hay là cùng một tên thánh với bí tích rửa tội, là tùy cái muốn của mình. Và khi đã nhận bí tích thêm sức thì mình được mời gọi phải sống cái đời sống công bằng và bác ái ở trong xã hội, và giúp giáo hội chu toàn cái bổn phận này là làm cho mọi người nhận biết Chúa Kitô và tin vào Chúa Kitô. Đó là bổn phận phải truyền bá tin mừng của mình bằng đời sống, bằng lời nói cho con cái của mình, cho gia đình mình, cho những người bạn bè chung quanh mình. Đó là bổn phận phải loan báo tin mừng của Chúa. Rồi bí tích thêm sức được giám mục ban á, là Ngài sức dầu ở trên đầu của chúng ta, và Ngài nói là hãy nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Rồi Ngài nói bình an của Chúa ở cùng con, thì mình trả lời là ở cùng cha. Và sức dầu gì? Đây là dầu thánh được làm phép trong ngày thứ 5 tuần thánh. Nó là dầu ô liu và thuốc thơm được trộn vào. Thì
dầu này được Đức Giám Mục làm phép và chia cho các nhà thờ trong giáo phận. Và một câu hỏi người ta đặt ra là tại sao giáo hội cổ võ dùng dầu thánh này, nước thánh này, đèn cầy này, cây vạn tuế này, tro sức ngày thứ tư lễ tro đó. Thì thẩm quyền của giáo hội liên kết cái lời cầu nguyện của hội thánh với những cái biểu trưng truyền thống đó để giúp cho chúng ta nhớ cái sự quan phòng của Chúa nếu chúng ta dùng một cách tôn kính dầu để tăng thêm cái sức mạnh hoặc là để xoa dịu, nước thì để tẩy sạch và làm tươi mới lại, đèn cầy thì để thắp sáng trong bóng tối, thì những hình ảnh đó để giúp chúng ta nhớ tới ví dụ như ánh sáng Chúa Kitô ở trong cái đêm tối phục sinh chẳng hạn, thì chúng ta hiểu được cái chiều sâu bên trong bóng tối là cái gì, là những ích kỷ, là những tội lỗi, là những kiêu ngạo, những cái tham lam đố kỵ của con người. Còn ánh sáng của Chúa Kitô là cái gì? Và chúng ta hiểu được ánh sáng của Chúa để chúng ta sống cái tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô, dám hy sinh ý riêng của mình, chính mình và quảng đại để phục vụ, để yêu thương giống Chúa Kitô. Rồi cây vạn tuế để chỉ về sự chiến thắng, hay là tro để nói về sự sầu khổ, hối hận, tội lỗi của mình. Cho nên giáo hội chúc lành cho những cái đồ vật hay những cái nào mà chúng ta dùng vì ích lợi cho phần lỗi linh hồn mình thì gọi là ábítích, hay là tiếng Anh gọi là sacramental. Còn tiếng bí tích là do Chúa Giêsu lập thì gọi là sacrament, là bí tích. Đừng quên rằng khi nhận bí tích thêm sức đó là cái ngày Pentecost của mình, tức là ngày lễ ngũ tuần của mình, thì mình có bổn phận phải làm chứng nhân cho Chúa cho tới tận cùng trái đất. Mỗi người đều có ơn gọi này hết. Tông đồ công vụ chương 1 câu 8, Chúa dặn các tông đồ. Và cũng phải làm nhân chứng cho Chúa bằng lời nói của mình trong những cái trường hợp nào có thể, để chúng ta nói lời của Chúa chứ không có nói những cái lời của trần gian nữa. Làm nhân chứng cho Chúa thì dĩ nhiên tìm cơ hội để nói về Chúa và cho những người chưa tin vào Chúa nữa, để họ biết được đời sống Kitô hữu mà chính Chúa Kitô từ trời đến cho nhân loại, cái cơ hội để sống đời đời với Chúa, để làm con cái của Chúa. Và mỗi người đều có tự do, mình chỉ có làm chứng nhân và nói lời Chúa, còn người nghe họ chấp nhận hay không chấp nhận là quyền của họ, mình không có bắt buộc người nào hết. Và ai tìm hiểu mình sẵn sàng trình bày cho họ, và mỗi người đều có cái tự do lựa chọn của họ. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở cái bài kế tiếp là bài về bí tích thánh thể, ở bài thứ 21 trang 68. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh qua email radio.lòngchúathươngxót@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị. Lo lắng áo cơm bạc tiền, này người bạn ơi, cho qua buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặp chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng rền chẳng mây đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca áo sương cùng hoa, thấy lũ chim non hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm
quan ngày mai làm chi. Ngày ngày cầu xin giống xưa cha dày, hàng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Đừng làm bạn ơi cho ta hương lao động của chính ngài.